Okay. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn kiếm 100 USD trên một cái sàn Synapse Exchange nha tất cả các bạn. Kèo này là ăn liền luôn các bạn. Đầu tiên các bạn muốn chơi được con ấy này thì click cái phần link mô tả của mình á, thì nó ra một cái giao diện con quét như gì nè, mình hướng dẫn cho tất cả các bạn đăng ký nha các bạn. Đầu tiên cái mục 86 này các bạn sửa lỗi 84 nha các bạn, bấm click vào. Các bạn chọn Việt Nam nha các bạn. Quá tợ nhiều nước chơi rồi. Sáng sớm mình làm cho video sớm, gọi anh em điền số phone mình vô. 84 đầu bỏ không nha các bạn. 3299 31577 329931. Rồi các bạn bấm password, xác nhận password. Rồi mật khẩu thì để thinh. Rồi mình sẽ nhập password của mình vô. Từ 6 đến 30 ký tự. Rồi mình ghi anh đi, rồi về mình xuống mình sửa lại. Anh 4 số 1 @.com. Rồi tiếp tục cùng anh luôn. 4 số 1 chết bà quên luôn. Anh 123 4 số 1 @.com. Các bạn nhớ like và subscribe ủng hộ mình nha các bạn. Mình cảm ơn tất cả các bạn nhiều luôn. Rồi các bạn bấm vào nút Send Verify. Phan nha các bạn chờ chút. Rồi nó có một cái hiện ra một cái captcha, các bạn lướt một cái captcha nha các bạn. Các bạn lướt chỗ này, lướt sao mà cho bạn này nha các bạn. Vì cái sàn giao dịch nào nó cũng có bảo mật cái gì chứ các bạn ơi. Rồi như vậy là verify thành công. Mình sẽ vào một cái hộp thư của mình, Messenger. Rồi các bạn ơi, nó gửi gì cho mình một cái địa chỉ nè. Verify Synapse View Verification Code nè, mình sao chép nha các bạn. Rồi mình quay ra đi nha các bạn. Mình qua một cái web này mình bắt vào nha các bạn. Bắt vào cái địa chỉ này coi. Rồi mình bấm submit. Rồi nó bắt mình về xác nhận nữa các bạn. Con này rất là ngon nha các bạn. Mình kiếm 100 USD miễn phí nha các bạn. Kèo này rút liền tiền liền luôn các bạn. Mình chỉ việc làm nhiệm vụ chút đỉnh nè. Rồi download, rồi nó kêu mình download app về. Anh em ơi, mình sẽ cắt cái phần video này nghe. Mình bấm vào đây là download app về. Rồi mình cũng không làm mất thời gian các bạn đâu. Download app. Rồi bạn nào xài App Store Google Play Android nữa các bạn, hỗ trợ cho hai hệ điều hành luôn. Rồi bấm vào Switch Play. Rồi nó đẩy mình chạy vào diện Switch Play liền. Phan mình không cắt phần này gì cho các bạn coi cái cần của nó. Rồi nghe cái cần của nó các bạn. Rồi có 8,0 mê à. Thì mình coi cho các bạn coi luôn. Đánh giá 4,2, giao dịch thông minh hơn. Tài khoản demo giúp mọi người làm quen tốt. Nhập mã giới thiệu để nhận 100 ớt free nữa các bạn. Con này là rất uy tín, mình sẽ hướng dẫn các bạn trong vòng 2 ngày là kiếm 100 ớt rồi. Rồi các bạn cài đặt nha. Trời lạnh quá, nhà mũi. Rồi, các bạn chờ chút nha. Có 8,0 mê, rất là nhẹ luôn. Mình thấy cái kèo này cũng thơm lắm. Mình mới sáng sớm mình mới review cho tất cả các bạn. Mục đích của mình thì làm cho các bạn có tiền, nhưng mình cũng có tiền luôn. Tết đến rồi các bạn ơi, có tiền trang trải cho cuộc sống cho gia đình. Rồi, các bạn chờ chút nha các bạn, nó hơi cài đặt hơi lâu chút xíu rồi. Mong các bạn thông cảm nha. Thôi đem cắt cái phần này bỏ đi.
Rồi nha các bạn, sau khi cài đặt xong các bạn bấm nút mở nha các bạn. Mình đăng nhập vào. Mở đâu ta? Mở app ra. Các bạn chờ chút nha. Các bạn nhớ like và subscribe ủng hộ mình một sub like nhẹ cái thân các bạn. Trước giờ mình làm video mình không có ép các bạn mới đầu vô mà kêu đăng ký này nọ đâu. Mình không có, mình thiệt. Rồi. Các bạn bấm nút ok nha các bạn. Khoan các bạn chờ cho nó số này từ 6 đến 3 đi. Còn 1. Rồi các bạn bấm ok nha. Rồi các bạn chỉ việc login vào, login phần nút trên đây nha các bạn. Mình hướng dẫn các bạn chi tiết tư luôn nha các bạn. Rồi các bạn login nha các bạn. Rồi, số phone hồi nãy đó các bạn với password. Các bạn chọn vô nút 86 nút 4. Rồi nha các bạn. Rồi mình chọn là 84. Set Việt Nam đâu ta? Việt Nam đâu? Việt Nam thắng thằng gì 3-0 nó mất tiêu rồi tợ. Video này mình sẽ không lo mất thời gian cho các bạn đâu, các bạn yên tâm đi. Rồi 84 các bạn nhập số phone của mình hồi nãy vô nha các bạn. 32993177 mật khẩu hồi nãy là anh 4 số 1 2 3 4 a+.com. Rồi nghe các bạn chỉ việc login thôi các bạn. Con này nó rất là bảo mật. Rồi các bạn verify cái nữa nha các bạn. Lướt qua cho bạn cái. Rồi. Rồi, như vậy là mình đã ra được một cái giao diện của chính của nó nha các bạn. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn kiếm điểm nha các bạn. Kiếm điểm, kiếm cái đồng Senex này đổi ra là cái đồng USDT nha các bạn. Rồi đầu tiên thì các bạn vào cái mục mình hướng dẫn các bạn từng một nha. Các bạn vào mục verify nè. Rồi mình verify nó rồi. Được lộn nha các bạn. Một cây xe đó ta. Ơi có một cây đặt nào các bạn. Thôi thôi, đây, lộn các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, trước tiên thì mình vô mình hướng dẫn các bạn nhận bonus snap này đi các bạn ơi. Rồi mình hướng dẫn các bạn cây xe sau các bạn. Rồi trước khi vào thì điểm danh một ngày các bạn nhận được 5 bonus nè. Các bạn dịch ra tiếng Việt mới được ta. Khoan, để mình dịch cái tiếng Việt nha các bạn. Rồi nha các bạn, các bạn muốn dịch qua tiếng Việt các bạn bấm vào một send in nha các bạn. Một cài đặt á. Rồi ở đây có giao diện tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Thái Lan, tiếng Mỹ dù. Thôi mình chọn tiếng Việt đi nha các bạn. Tiếng Anh mình dốt thấy bà luôn. Kỹ ta. Ờ phải nói sao không? Mình chuyển qua ngôn ngữ tiếng Việt được các bạn nó. Đầu tiên thì nó kêu mình tiền thưởng hàng ngày mình nói mình nhận ngày phan. Các bạn mời bạn bè thì các bạn nhấp vào mất các bạn copy đường link nha các bạn. Nhận được bonus nha các bạn. Rồi trung tâm an toàn. Liên hệ với khu vực cộng đồng và các bạn tự tìm mục vô mà làm nha các bạn. Giờ mình hướng dẫn các bạn cài xe trước đi, xác minh. Phi chứng nhận. Rồi, xin chú ý nền tảng này chấp nhận người dùng đăng ký và thỏa thuận. Bất cứ đại diện cho nhân viên được ủy quyền hay bất cứ tiến hành đăng ký hay trao đổi sàn dịch này gọi ok xác nhận. Rồi vô đây nó có 3 hình thức xác minh nha các bạn. Các bạn chọn vào loại giấy chứng minh nhân dân nha các bạn. Rồi các bạn bấm nhấn bước tiếp theo. Mã số giấy chứng nhận, họ và tên, khu vực. Nè các bạn có bấm đầu tiên thì quốc gia, khu vực, các bạn sống đâu ghi vô các bạn. Quốc gia Việt Nam, mình ghi Việt Nam. Mình hướng dẫn các bạn cài xe luôn các bạn.
Này quá dễ rồi, nó yêu cầu sao thì mình làm gì? Quá, nếu mà làm KC nữa chắc từ 15 phút của video mới hết. Tại này quá tờ nhiều lựa. Biết sao giờ. Mà cái video này không có làm mất thời gian anh em đâu anh em ơi. Rồi anh em chọn cho Việt Nam anh em. Rồi họ và tên. Họ và tên là cái tên trong giấy chứng minh nhân dân ơi các bạn. Rồi bạn chọn chứng minh nhân dân. Thôi vậy các bạn làm theo yêu cầu của nó được hay các bạn? Rồi các bạn chụp hình chỉ cần có một bức giấy chứng minh nhân dân, một bức giấy chứng minh nhân dân là được các bạn. Rồi sau khi các bạn gỡ nó trong vòng một ngày là các bạn xác minh xong rồi các bạn. Rồi các bạn vô đây kiếm tiền này các bạn. Tiền thưởng hàng ngày là các bạn. Các bạn vô đây các bạn nhận đăng ký nè là được 300 snap, 600 thì xác minh nữa là các bạn vô đây mà làm nè, hộp thư liên kết nè, mời ba bạn bè được 600 snap nè. Quá tờ kiếm luôn 8.000 nè, lượng giao dịch đạt tới 5.000 USD, gia nhập Telegram nè các bạn, hộp quà nữa nè. Rồi quá ngon rồi. Rồi lý ra quan sau khi các bạn có được có cái đồng setup này nhiều các bạn vào một ví tiền nè, các bạn bấm vô xác nhận rồi để video sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Vì mình chưa KYC thành công nó chưa có hiện ra ví tiền nha các bạn. Sau khi KYC thành công mình sẽ hướng dẫn cho các bạn rút tiền về USDT nha các bạn, về ví tiền này luôn nè. Rồi mình lên sàn mình bán nha các bạn. Vậy các bạn nhớ đăng ký ủng hộ mình nha các bạn. Vậy chào tạm biệt các bạn, tất cả các bạn. Rồi nha các bạn mình nhắc lại nha các bạn, mình hướng dẫn các bạn KYC luôn đi để nhiều các bạn là không được cũng kỳ. Mã số giấy chứng nhận là cái giấy là chín con số giấy chứng minh nhân dân của mình nha các bạn. Rồi nha các bạn ghi số chứng minh nhân dân của mình xong các bạn bấm nút xác nhận, rồi nó qua một cái bước thứ hai, các bạn chụp cho mình một cái ảnh mặt trước nha các bạn, chụp gì nè các bạn. Rồi mình sẽ chụp nha các bạn. Rồi nha các bạn, sau khi các bạn chụp cái bức ảnh gỡ lên rồi nó kêu mình xác nhận thông tin các bạn có đúng không nha, quốc gia Việt Nam, họ tên mình nhận, mã số giấy nhận, ok các bạn bấm nút xác nhận nha các bạn. Đang thẩm duyệt. Rồi như vậy là xong, chỉ cần một giấy chứng minh nhân dân mặt trước là được nha các bạn. Rất là dễ nha các bạn. Sau khi một ngày thì nó sẽ duyệt cho mình nè. Thỏa thuận người dùng VP đó. Rồi video sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chừng nào mà nó verify thành công, mình hướng dẫn các bạn kiếm 10.000 cái đồng SNTAP này các bạn. Đặng cho mình rút về 100 đô USDT các bạn. Vậy video mình chào tạm biệt tất cả anh em, chào. Chúc anh em thành công. Nhớ like và subscribe ủng hộ mình nha các bạn.